chiều 23 tháng 9, trao đổi với phóng viên, ông Đinh Trường Minh, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Sơn Hải, huyện Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai cho biết trên địa bàn vừa xảy ra nghi án nữ giáo viên bị đâm tử vong. Theo đó, khoảng 11 giờ 30 phút cùng ngày, Ủy ban Nhân dân xã Sơn Hải nhận được tin báo tại khu tái định cư Nam Hải, xã Sơn Hải, người dân phát hiện thi thể một nữ giới với nhiều vết thương do vật sắc, nhọn gây ra. Nhận tin báo, công an xã Sơn Hải phối hợp với công an huyện Bảo Thắng đã có mặt tại hiện trường bảo vệ hiện trường và thông báo cơ quan cấp trên xử lý theo đúng thẩm quyền. Qua xác minh, danh tính nạn nhân là cô Nguyễn Thị Lệ Thờ, 1978, trú xã Sơn Hà, huyện Bảo Thắng, hiện đang là giáo viên của trường trung học cơ sở Sơn Hải. Qua các vết thương trên cơ thể nạn nhân, ban đầu chúng tôi xác định cô Thờ bị đâm tử vong. Theo các cán bộ, giáo viên và học sinh trường cấp 2 nơi cô Thờ dạy học thông tin trong sáng cùng ngày cô này có mặt ở trường và dạy xong các tiết học buổi sáng. Đến khoảng 11 giờ 30, khi cô Thờ rời khỏi trường học để trở về nhà thì xảy ra vụ việc. Ông Minh thông tin. Lãnh đạo Ủy ban Nhân dân xã Sơn Hà xác nhận nạn nhân Thờ sinh sống trên địa bàn xã này đã có một đời chồng. Sau khi ly hôn chồng nhiều năm nay, nữ giáo viên Thờ không đi thêm bước nữa mà có quan hệ tình cảm với một trừ hai người đàn ông có nhân thân.